Tại diễn nạn xe khách bị ném đá vỡ toang kính khi qua Tây Nguyên, xe khách lưu thông trên các cung đường Tây Nguyên bất ngờ bị ném đá khiến nhiều tấm kính vỡ nát, đe dọa an toàn tính mạng. Chiều mùng 9 tháng 2, đại diện nhà xe Phúc Hải chạy tuyến Gia Lai Lâm Đồng cho biết đang xác định rõ vị trí xe bị ném đá, trình báo chính quyền địa phương vào cuộc ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên. Theo nhà xe này, tối mùng 6 tháng 2, xe đang chở khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ Gia Lai đi Lâm Đồng. Khi qua địa bàn xã Cô Đăng, huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, xe khách bất ngờ bị ném đá. Sự việc xảy ra quá nhanh, lại trong đêm tối nên nhà xe tập trung kiểm tra an toàn tính mạng cho hành khách. Rất may, không có người nào bị thương, song tâm lý họ lo lắng. Nhà xe đã kịp thời che tạm phần kính bị ném vỡ để tiếp tục hành trình, đại diện nhà xe Phúc Hải nói và cho biết thêm, rất mong cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm vấn nạn trên. Trước đó, ngày 13 tháng 1, nhiều xe khách giường nằm chạy tuyến Tây Nguyên đi các tỉnh phía Nam đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh phản ánh xe bị ném đá, đe dọa tính mạng hành khách. Đơn cử, khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 1, xe khách của nhà xe T chạy tuyến Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh chở theo hàng chục hành khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe chạy đến đoạn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông, bất ngờ bị một nhóm thanh niên ngồi trên đồi ném đá tới tấp. Hậu quả, xe bị trúng một cục đá rất lớn khiến tấm kính bị vỡ toang. Khi xe dừng lại, một cục đá lọt vào trong giường, may mắn không có khách ở đó. Tương tự, nhà xe CH chạy tuyến Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh cũng phản ánh việc xe chạy qua địa phận Đắk Lắk, Đắk Nông liên tục bị ném đá. Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm này đơn vị chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các nhà xe việc bị ném đá khi qua địa phận Đắk Lắk. Tuy nhiên, qua báo chí phản ánh, ông Ngọc cho rằng hành vi trên rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng, có dấu hiệu hình sự nên khuyến cáo các nhà xe cần có đơn trình báo chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc. Theo ông Ngọc, để xử lý dứt điểm tình trạng trên cần sự vào cuộc của ngành công an và các đơn vị liên quan, mật phục, truy tìm, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Những năm trước, ở Tây Nguyên cũng từng xảy ra tình trạng xe khách bị ném đá khi lưu thông trên đường. Có trường hợp làm hành khách bị thương, rất nguy hiểm. Có vụ việc, cơ quan chức năng điều tra tìm được thủ phạm ném đá xe khách.